Khi chìa khóa Theremin của bạn hết pin, bằng cách nào để mở cửa và khởi động xe, hãy thực hiện các bước sau nhé. Hãy luôn mang xe đến các xưởng dịch vụ chính hãng của Volkswagen để được hỗ trợ tốt nhất. Và đừng quên follow kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Volkswagen Việt Nam. Volkswagen.